Tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Mình là Tin. Hôm nay Tin sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối Bluetooth với lại chiếc xe 150 này cùng bạn Phong nha. Cùng xem nha. Mà Tin sẽ nhờ bạn Phong hướng dẫn cho tất cả các bạn cách kết nối Bluetooth giữa xe SH150 và điện thoại của mình. Đồng thời đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý các lỗi trong trường hợp các bạn về kết nối không được nha. Nó cũng khá nhiều lỗi và các lưu ý cần thiết khi mình kết nối giữa xe SH150 2020 với lại điện thoại nha. Rồi mình tiến hành thôi, giờ là cách làm nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ khởi động xe lên. Ok, sau khi khởi động xe lên mình kiểm tra xe mình bật Bluetooth chưa, bằng cách là mình đây là chưa nha các bạn. Mình sẽ gạt cái cần này sang trái hoặc sang phải 2 giây thì nó sẽ hiện lên cái ký hiệu Bluetooth. Tiếp đó đó mình sẽ sử dụng cái điện thoại của mình. Mình sẽ vào mình sử dụng phần mềm My Honda này. Thì phần mềm My Honda này thì Tin ở dưới có đường link để hướng dẫn các bạn kết nối nha. Các bạn nhớ coi ở phía dưới. Rồi. Ở đây mình sẽ nhấn vào cái mục này ha, là xe của tôi. Mình sẽ nhấn thêm xe. Và mình sẽ nhấn số khung của xe. Thì kèm theo xe luôn luôn có một tờ giấy này ghi số khung nha. Ở Head sẽ cung cấp cho các bạn. Thì ở đây Tin không có tiện quay lên nha. Rồi, trong thời gian Phong kết nối Bluetooth với lại kết nối số khung vào điện thoại thì Tin cũng lưu ý các bạn một số điều như sau. Thứ nhất, xe khi các bạn kết nối Bluetooth là các bạn phải ở một địa điểm mà Wi-Fi thật là mạnh, hoặc là 3G hoặc 4G thật là mạnh thì lúc đó mình kết nối mới dễ dàng nha. Còn nếu mà các bạn để ở địa điểm Wi-Fi hoặc 3G, 4G quá yếu thì chắc chắn một điều kết nối cực kỳ khó nha các bạn nha. Rồi ok, sau khi Phong đã nhập số khung vào rồi thì nó sẽ đưa qua một cái bước là đặt tên xe. Thì mình đặt tên bất kỳ xe gì cũng được, 150 hay ABC gì cũng được nha. Rồi nhấn đồng ý. Rồi nó sẽ hiện thị lên như thế này. Mình nhấn kết nối Bluetooth. Thì cái tên Bluetooth này nó sẽ có ở trên đây nha các bạn, trên tờ giấy xanh xanh này nha. Rồi sau khi kết nối Bluetooth này rồi, xong mình nhấn kết nối. Đây nó sẽ quay như thế này. Rồi nhập mã pin. Thì nhập mã pin thì trên tờ giấy xanh xanh này sẽ có tên của cái Bluetooth và cái mã pin thì tên nó nằm đây nè, right name nè. Còn mã pin thì nó sẽ nằm ở là accessory code. Thì cái này riêng cái mã pin này là Tin bảo mật nha. Tại vì mỗi xe có một mã pin riêng nha. Mất mất cái mã pin này là phải đưa lên Honda cấp lại, nên là rất là bảo mật nha. Rồi mình sẽ nhập mã pin vào. Rồi. Thì Phong đang nhập mã pin vào. Rồi sau khi nhập mã pin vào nó sẽ vô cái bước như thế này, nó làm hình như thế này. Mình sẽ nhấn vào kết nối nha. Chữ kết nối. Các bạn lưu ý cái điện thoại mình là phải bật Bluetooth sẵn nha, để mình kết nối mới được. Nếu điện thoại mình chưa bật Bluetooth là mình phải thoát ra ngoài, mình vào cài đặt mình bật Bluetooth nha. Rồi đây đã kết nối Bluetooth nha. Thì ở đây thì nó sẽ có những cái mục như là tiêu hao nhiên liệu nè, quãng đường xe chạy nè, rồi ở đây là điện áp nè, 12V, ở đây 12V nè, phức tạp ha. Rồi nhiệt độ nước làm mát là -40°C nè ha, đầy đủ ha. Ở đây có cái nút Bluetooth nè. Khi á mình kết nối Bluetooth vào thì cái nút Bluetooth này sẽ hiện lên. Và ở đây cái Bluetooth nó sẽ giống như thế này ha, gạch ngang đàn ha các bạn ha. Rồi, giờ Tin sẽ sử dụng một cái điện thoại điện vào máy Phong nha. Rồi giờ mình sẽ kết nối là một đây. Điện thoại lên ha. Đông Phương VVV, ở đây cũng Đông Phương VVV hiện lên cho mình biết là ai gọi đến ha. Em tắt đi. Rồi nhắn một tin nhắn đi vậy. Miss Con nè, nó còn yêu cầu mình gọi lại, nhớ gọi lại này nha. Ha. Rất là hay, công nghệ này rất là cao luôn. Đây, có một tin nhắn vào nha. Thì ở đây hiển thị SMS có nghĩa là tin nhắn nha. Nha, khi mà anh thấy SMS là bạn biết là có tin nhắn rồi vào. Các bạn rồi. Nhớ nha là tin nhắn tới thì nó sẽ không hiển thị nội dung trên đây nha các bạn. Nó okay. Chỉ thông báo cho mình biết là có tin nhắn thôi. Rồi. Và okay. Cuộc gọi cũng vậy, cuộc gọi tới thì mình nghe là mình cũng phải lấy điện thoại ra mình nghe, hoặc nghe qua tai nghe Bluetooth chứ không thể nào mà nói chuyện qua trên đây được. Nó okay. Chỉ báo cho mình thôi. Vậy là các bạn nên sắm thêm một cái tai nghe Bluetooth cho nó dễ nha các bạn. Có gì mình kết nối với điện thoại mình nghe được luôn ha. Rồi với lại thêm một cái như thế này nha, thì hồi nãy Tin cũng có test thử, có một số trường hợp sau khi test này xong, sau kết nối xong nhưng mà gọi vào đây thì nó không hiển thị lên màn hình này, hoặc nhắn tin vào đây là không thể hiện lên màn hình này. Lý do không giải thích nha. Lý do á là khi chúng ta nói chung trong điện thoại mà sử dụng hệ điều hành Android á, thì chúng ta hãy vào trong cài đặt ứng dụng á, để bật cái thông báo từ ứng dụng My Honda lên. Thì khi mà có cuộc gọi tới hoặc là tin nhắn tới á, thì nó sẽ gửi cái thông báo lên trên đây cho mình ha. Rồi bây giờ Phong sẽ làm cho các bạn thấy nha. Dạ. Giờ Phong sẽ làm cái trường hợp đó cho các bạn coi nha. Các bạn vô cài đặt.
đây là một thông báo ha. Đó, các bạn sẽ kiếm đến, kéo xuống kiếm ứng dụng My Honda. Đây My Honda này, đây mình đã bật sẵn rồi. Còn nếu mà trường hợp mà nó tắt như thế này á, thì có khi có cuộc gọi đến hoặc là tin nhắn đến á, thì nó sẽ không có thông báo được cái màn hình này của cái chiếc xe. Ok, thêm vào đó nha. Rồi, thêm vào đó khi các bạn đã kết nối Bluetooth rồi, các bạn đã kết nối Bluetooth này rồi, giờ các bạn muốn tắt kết nối Bluetooth, mình lấy một điện thoại khác mình kết nối với cái xe này thì thao tác như thế nào? Các bạn sẽ vào My Honda nhé, mình trở về xe của tôi nha các bạn, xe của tôi nha, lòi vào danh sách xe, đó đã hiện thị lên những danh sách xe của mình, thì bây giờ điện thoại mình đã kết nối, điện thoại này kết nối rồi, thì mình muốn điều một cái điện thoại khác nữa kết nối với chiếc xe này, bắt buộc mình phải xóa đi cái xe này ha, các bạn nhấn vô cái viết đây nè, nó sẽ chịu xóa. Mình xóa đi, rồi mình sẽ dùng cái điện thoại khác để mình kết nối vào nha các bạn. Rồi, thử ra, xóa. Đồng ý nha các bạn. Rồi, vậy là xem như đã xóa chiếc xe này khỏi cái điện thoại này, nó rơi vào màn hình vậy. Ha các bạn ha. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sau khi thoát khỏi cái điện thoại đang kết nối với chiếc xe này, xóa hết, mình lấy điện thoại khác lại tiếp tục kết nối với chiếc xe này bằng một cái điện thoại khác nha. Thì mình sẽ phải làm như thế nào nha. Rồi, tiến hành thôi. Rồi, mình cũng vô My Honda. Đầu tiên, tiếp theo mình mở Bluetooth. Rồi, mình cũng vô. Nè, Bluetooth nó chớp rồi ha. Rồi, cũng vô My Honda. Rồi, mình cũng nhập y chang vậy. Giao diện màn hình chính sẽ như thế này các bạn. Mình sẽ bấm vào xe của tôi. Sau đó mình bấm vào thêm xe. Rồi, nhập mình sẽ nhập số máy của xe nha. Rồi, kết nối. Vào bước nhập bản pin. Rồi mình nhập mã pin này vào ha. Rồi cũng sẽ vào bước y chang nãy. Thì nó cũng không khác gì ha. Thì team chỉ có chứ bạn một số lỗi như thế này. Có thể bạn tiếp tục nhập lại ha. Xóa đi rồi nhập lại chiếc xe này vô điện thoại bạn. Nhưng cái bước mà bạn nhập cái tên xe á, bạn nhớ hồi nãy team đặt ABC đó, mà bạn lại tiếp tục nhập lại một lần nữa ABC như vậy thì chắc chắn sẽ không kết nối được với chiếc xe này. Thì mình mỗi lần mình nhập như vậy mình nên đặt một cái tên khác nha, thì lúc đó mới kết nối được nha. Rồi đó, vô rồi nha các bạn ha. Rồi ok, thì giờ rồi là Phong cũng dùng tin giới thiệu cho các bạn cách kết nối với lại chiếc xe này trong vòng 2 phút ha, 20 giây. 2 phút 20 giây là kết nối được nha các bạn nha. Cái này là tin hướng dẫn cho các bạn thực tế ha. Nếu có bất kỳ cái lỗi kết nối nào thì các bạn cứ comment bên dưới, tin sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ngoài ra các bạn lưu ý khi di chuyển xe trên đường á, khi di chuyển xe trên đường thì các bạn phải có 3G hoặc 4G thật là mạnh thì nó mới đảm bảo kết nối giữa xe và điện thoại của các bạn nha. Và khi đó ai gọi vào thì tin nhắn như thế nào thì các bạn có thể kiểm tra liền. Thì các bạn để muốn biết về thông tin về xe, sản phẩm hoặc là thông tin chi tiết của xe, các bạn cứ lên về điện thoại mà Samsung hoặc là những điện thoại mà sử dụng hệ điều hành Android á, các bạn gõ vào CH Play, gõ ứng dụng là My Honda cộng thì sẽ ra cái ứng dụng đó mình tải về. Thì bên trong đó là khi mà tải về á, mình sẽ tạo tài khoản và trong bên trong đó sẽ hiển thị hết tất cả những thông tin về xe, tất cả các loại xe của Honda, giá đề xuất như thế nào, rồi hướng dẫn sử dụng kết nối với Bluetooth với dòng SH150 này. Còn iPhone thì các bạn vào App Store để tải hết các bạn. Rồi. Thì cái hướng dẫn đó thì dưới clip này có một cái đường link, các bạn cứ nhấn vào đó thì team có hướng dẫn chi tiết nha. Rồi, hẹn các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Đã xem clip vừa rồi của team nha. Nếu anh em thích kênh của team thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký, tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của team ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Team vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của team ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của team nhé.